Bạn đang có nhu cầu mua ạc Liên Quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử .vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Người ta nói ngày lòng buồn nhật là ngày chơi đốm cơn mưa, mà sáng mới đến đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm giao buốt nhẹ trôi, thả hồn giữa bao suy tư buồn phiền. Một ngày vui đến sau vẫn ngày sâu. Người ta nói ngày lòng buồn nhật là ngày chơi đốm cơn mưa, mà sáng mới đến đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm giao buốt nhẹ trôi, thả hồn giữa bao suy tư buồn phiền. Một ngày vui đến sau. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đệ Tứ. Xin chào anh em, mình là Đệ Tứ đây. Hôm nay anh em tụi mình sẽ cùng nhau chơi về con tướng Ignis nha bà con. Một trong những con tướng mà khoảng thời gian gần qua nó xuất hiện một cái bộ trang phục mới, chính là bộ trang phục Bắc Băng Vương. Mà thông thường tôi không có gọi bằng cái tên này anh em. Tôi thường hay gọi cái bộ trang phục này được gọi là bộ trang phục Bắc Cực nha. Bộ trang phục Bắc Cực. Và trong một số đợt giao tranh, trong trận đánh ngày hôm nay, với bộ trang phục Bắc Cực tôi sẽ cố gắng bứt phá sức mạnh con tướng Ignis để nó đạt được cái ngưỡng sức mạnh cao nhất và có thể tạo ra được những pha highlight. Đó chính là cái mong muốn của tôi trong trận đánh ngày hôm nay. Mà tại sao anh em lại gọi cái bộ trang phục cái con tướng Ignis này là già dê ta? Mỗi lần nhắc tên già dê là bắt đầu tự nhiên tôi lại nhớ tới idol của tôi bên Nhật Bản thiệt. Mệt quá, đó chính là một nhân vật trong phim hoạt hình đó các bạn, mà phim gì tôi quên lên mất tiêu rồi. Thôi quay trở lại trận đánh trong ngày hôm nay đi nào. Rồi, tụi mình đang đảm nhận con tướng Ignis với vai trò là đi đường giữa, đang đối đầu với anh bạn Rayta này đây. Rayta anh ta có cho mình con rồng và anh ta luôn triệu hồi con rồng ra để đánh lộn đối với chúng ta. Và tôi xin mạn phép gọi vắn tắt đó chính là con rồng lộn đến từ Rayta. Rayta vẫn đang dùng cho mình cái hơi thở độc hại, vẫn đang thả cho mình cái quả bơm hoại tử, đúng rồi, bơm hoại tử. Lâu quá không chơi Rayta quên tên luôn. Rồi giao tranh đang nổ ra. Rocker bật cho mình chiêu cuối tràng chiến hàng hăng, bắn liên tục lên người của Aleter. Aleter gục ngã rồi. Team chúng ta mất đi một người nha. Kirok tại nơi kia đang ăn cho mình con dơi gì đó. Họ bắt đầu kéo con rồng Skelet ra. Đó chính là Rocker. Rocker bị lầm chậm dính phải nội tại quả hồn rồi. Vẫn đang thả diều anh ta. Anh ta bị lầm chậm dính phải sức được phép quá nhiều. Shuriken của HGT trong kia. Team bạn đang có 4 người. Payna bật cho mình chiêu cuối. Tiếp tục lầm chậm. Nội tại đang có. Rocker sắp quỵ rồi. Một hit nữa. Slim đang có cho mình thuốc cà rốt. Rỉa liên tục. Payna thả chú chim ra nhưng nó vô tác dụng rồi. Tiếp tục làm chậm treo nát tóc biển đi. Có được một lần sáp nhưng cô ta chạy bằng giống đất gì đây? Cô ta đang bị dồn vào một cái lỗ, và cái lỗ dồn này sẽ là án tử cho cô ta hay không đây? Một chấm nó tờ đậu xanh rau muống nó tung chiêu hụt rồi mấy ông nội ơi. Không sao, chạy về được rồi. Bật cho mình cái tóc hành thấy mụn nội rồi, thằng quỷ lữ bố anh em ạ. Chết ba. Rocker trong bụi nữa, tăng tốc chạy nè. Chạy được nhưng con ngựa xích thố nó quất chúng ta rồi anh em ạ. Thì da một tình huống nó tương đối là ốc chó đến từ vị trí của đệ tứ, xin phép anh em nha. Tôi uống sữa ốc chó kìa, bữa nay là tôi chơi sữa luôn nè, bữa nay tôi lắc nguyên bình luôn anh em thấy không ạ. Đó, tôi có nguyên bình sữa luôn, xin phép anh em tí. Rồi vô anh em ơi, đại lý ốc chó sẵn sàng chưa nào? Chúng ta vừa được nạp năng lượng ốc chó thì bây giờ thì sao ạ? Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có những tình huống highlight đây. Bắt đầu truy đuổi team bạn nào. Rồng lộn đến từ Rayta được triệu hồi rồi, chắc chắn là như vậy. Rocker lại là một pha núp lùm và sử dụng cho mình cái nỏ đoạt mệnh, nhưng họ đã quá sai. Tôi phán đoán được tình huống này đây, với năng lượng của sữa ốc chó nó đã giúp cho tôi chết được tầm nhìn. Đây là một tình huống hack map đến từ chúng ta, thấy bà cô nội rồi. Không sao, con có khả năng ôm trụ được. Cẩn thận con rồng lộn đến từ Rayta. Ok con dê đậu xanh rau muống nó kỳ quá cho ta. Sữa chưa đủ anh em ạ, sữa chưa đủ, uống miếng nữa. Rồi, vô nè. Rocker một chấm máu mà thôi, đang cọ nhây bực cho mình chiêu cuối càng chỉ càng ăn. Đây chính là băng trận tước đoạt đi cái tấm mạng của anh ta. Chưa dừng lại đó nha, Alistair đang dẫn đầu, anh ta đang muốn tấn công một lần nữa. Và bây giờ thì sao ạ? Rút lui. Một tình huống trao đổi trụ đang dần được diễn ra. Team bạn họ sẽ có được một trụ tại đường dưới, và team chúng ta cũng sẽ có được một trụ tại đường trên. Mình sẽ lựa chọn cho nó cái đôi giày kiên cường để giảm một phần nào đó cái khả năng khống chế đến từ bà nội Payna nha. Cái khả năng, cái nội tại thanh cao của con nhỏ Payna nó tạo ra được những cái tình huống khống chế cực kỳ ghê. Nếu như cô ta tung trúng những cái chú chim nha anh em cần phải cẩn trọng, và anh em đối đầu với con tướng Payna, anh em cần phải lựa chọn cho mình cái đôi giày kiên cường nha. Kết giới sinh mệnh đang được mở ra, đó chính là ánh sáng thần thánh luôn của cô nàng Payna. Nó tạo ra khả năng áp đảo và hồi phục cho team bạn rất là nhiều. Họ đang set up giao tranh, họ đang có 3 người. Quả trận được triệu hồi, ý lộn đó chính là băng trận. Rocker, anh ta bị nhốt lòng rồi, bị khóa lại. Chiêu cuối của bao Zerken được tung ra đến từ AJT. AJT đang được tỏa sáng, AJT đang bắn, AJT bắn lên người của Payna, bị làm chậm đến từ bom ngoại tử và tiêu nát của ta ngậm của tỏi luôn. Đây chính là con rồng này, triệu hồi cho mình con rồng lộn đi. Anh ta không còn bất kỳ một con rồng lộn nào cả. Slim anh
ta lao ra, anh ta bật hú cà rốt, anh ta bắn như điên luôn. Và cuối cùng cũng đã phải nằm xuống. Ok con dê, rất tuyệt vời. Một tình huống nếu như mà anh bạn Slim không có mỏ nhọn thì chúng ta đã nhận về cho mình cái triple kill rồi ha các bạn. Ô có con lữ bố nè bạn ơi, Slim đã mất tiêu rồi, phương tiện ngoại kích ta được dùng ra. Tiếp tục một tình huống băng trận, anh ta bật cho mình chiến thần rồi, anh ta nhảy đi mà con người xích thấu liên tục, đó chính là một tình huống tỏa sáng lên từng đang sử dụng cho mình ba trận thông khổ. Tiếp tục là ba trận thông khổ được mở ra, vách ngăn ai ám đang được dùng, nó tê liệt hoàn toàn và team bạn không thể nào di chuyển được. Rất hay, đến từ vị trí của tiếp tục cọ nhây trong giao tranh. Sự diện của anh bạn HGT tung ra những cái shuriken, thiên la địa võng đang được dâng ra. Tiếp tục là băng trần được triệu hồi. Đang dẫn đầu đội hình giao tranh, anh ta lấn vào quá sâu rồi và chúng ta sẽ có được những lợi thế khi Kirok bắt đầu lộ diện ra đường giữa rồi. Sẽ có bao nhiêu cái trụ đây? Một trụ đầu tiên tại đường dưới này là điều chắc chắn, và Kirok anh ta đang muốn đẩy trụ. Đậu xanh rau muốn con đội Kirok này mang tên là phò hả ba? Đậu xanh nó thiếu cha gì tên không đặt mà đặt tên là phò. Ở phò hay phở gì ta? Nó đặt tên là phò các bạn ạ. Đậu vọng đó. Quay trở lại vấn đề ngày hôm nay chúng ta, anh em tụi mình nói qua sơ một tí về cái bản ngọc con tướng Ít Nít nha. Ít Nít mình xin phép góp ý với các bạn như sau, nhưng có vẻ như một tình huống giao tranh lại chuẩn bị nổ ra. Rayta mở cho mình con rồng rồi, lữ bố lại tiếp tục bị nhốt lòng, anh ta lên dĩa hoàn toàn. Slim có cho mình thuốc cà rốt rồi, chiếc lao cơ khí chuẩn nữa luôn. Dangover hỗ trợ cho team cực kỳ tuyệt vời. Hơi thở độc hại được mở ra, đó chính là bơm ngoại tử. Payna bật cho mình chiêu cuối, cô ta Dangover nhưng cô ta hoàn toàn không có sát thương gì cả. Ui chà, đang ở ngay phía sau tao làm chọn rất nhiều cross control. Rocker anh ta buộc phải rút lui, nhìn những cái trụ nó tan tác mà thôi. Ông anh ta quay người trở lại bắn lên người của Slim. Slim còn cho mình cái liềm, nó đọc mệnh tầm với là chưa đủ và Slim sống sót trong tình huống này đây. Ồ, chúng ta có thể sẽ có được một đường lính siêu cấp anh em ạ. Khi mà cô bạn phò, ấy lộn, khi mà anh bạn mang tên là phò chơi cho mình con tướng Kirok, anh ta đẩy đợt lính cực kỳ cao rồi. Đợt lính nó vẫn đang tràn vào. Đây là trụ thứ hai bảo vệ nhà chính những thành viên tiêu bạn tại đường giữa. Lữ bố anh ta khá là sung đi anh em ạ. Rayta liên tục triệu hồi cho mình những con rồng, nhưng nó đang tương đối là yếu như con cung chiếu ha. Rồi anh em tụi mình chém gió một tí về phần bản ngọc của con tướng Ít Nít nha. Ô nhưng team bạn đang muốn chơi, thích thì chơi đúng không? Ok, tiểu đội ốc chó đâu rồi? Ok, chúng ta đang làm cho hãng ok các bạn ạ. Và bây giờ ok, tiểu đội ốc chó bắt đầu lộ diện rồi. Ôi chà, khóa chân lại. Ôi chà, tắt biến đi. Quá hay, giữ vị trí quá tốt đến từ. Ôi chà, bây giờ chúng ta đang phản công bằng một pha hỏa hoạn, tước đoạt đi sinh mạng của hai người rồi. Kirok anh ta đang đẩy, có thể chấm dứt trận đánh này luôn. Đang bắt đo, team bạn chỉ còn vỏn vẹn hai người mà thôi. Họ đã mất tiêu rồi. Terrace đang biến về, đó chính là con ngựa thả chim. Team bạn mất đi 50% máu cái nhà chính rồi. Quá tuyệt vời, đến từ vị trí của anh bạn phò đang chơi cho mình con tướng Kirok, hay quá bạn ơi. Chiến thuật backdoor các bạn ạ, pin tôi cũng gần hết luôn rồi. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về vấn đề bản ngọc con tướng Ít Nít nha. Tứ xin phép góp ý với anh em như sau: ngọc đỏ mình lên cho nó là công phép xuyên giáp phép, ngọc tím mình lên cho nó là máu hồi máu tốc chạy là 6 viên, 4 viên còn lại là công phép cung máu phép, cuối cùng là ngọc lục mình sẽ lên cho nó là công phép và giảm thời gian ngồi chiêu. Anh em tụi mình chém gió qua sơ một tí về phần combo chuẩn con tướng Ít Nít nha. Ít Nít thì để có thể chơi tốt được nó thì mình nghĩ rằng anh em cần phải đáp ứng 3 điều kiện như sau. Đầu tiên là khả năng di chuyển giữ vị trí của anh em. Thứ hai nữa là cái khả năng tung chiêu thức của anh em, đặc biệt cụ thể là chiêu 1 đó. Và cái nguyên tắc thứ ba nữa là chúng ta chỉ dùng chiêu 2 và chiêu 3 trong cái trường hợp là chúng ta đã có thể làm chón và dùng chiêu 1 trúng lên người đối phương và có thể kích hoạt cho mình nội tài nha. Đó là ba cái nguyên tắc cơ bản để có thể chơi được con tướng Ít Nít. Còn về cái thứ tự để mà anh em có thể sử dụng bộ combo thì nó cái kiểu giống như là nó linh hoạt lắm, nhưng cái mấu chốt quan trọng là đối phương cần phải dính cái nội tại, tức là đã phải dính phải cái chiêu một chúng ta thì cái sát thương chúng ta và chúng ta mới có thể làm chón nhiều những thành viên team bạn được. Ô Kirok kìa má ơi, Kirok anh ta có thể bắt đo và team bạn còn hai người mà thôi, đó chính là con nhỏ Payna. Kirok anh ta đang tràn ra, anh ta đang dùng cho mình cái mâu thần lực, còn 3 giây nữa, 3, 2, 1 chấm dứt rồi. Quá tuyệt vời, đến từ phò ơi, I love you. Bật quá hay phò ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Và hẹn gặp lại anh em ở những số video vào ngày mai nhé. Trận đánh này đệ tứ nói không được nhiều. Xin lỗi anh em nha. Hôm gà mình thức khuya quá. Bởi vậy hôm nay cái tư duy khi mà mình bình luận á, nó không có được chuẩn lắm. Chẳng hạn như có hai cái pha đầu tiên á, là con quỷ Payna nó chết rồi mà mình lại nói là con Slim nó truy đuổi Payna, với lại Payna nó chưa có chiêu cuối mà mình lại nói là nó có chiêu cuối đó. Xin lỗi anh em hai pha vừa rồi nha. Tứ thức khuya nhiều quá, bây giờ mình sẽ phải đi ngủ đây. Cảm ơn anh em và chúc anh em có được một cái buổi chiều vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Việt Nam vô địch. Bạn đang có nhu cầu mua hạt liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán hạt uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại.